vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Bình Phước. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật, ngày 1 tháng 12. Hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Bộ đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thành phố Đồng Xoài, Phương Bình phát triển mạnh mẽ. Tòa soạn hội tụ, hướng đi tất yếu của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, đổi mới mạnh mẽ để sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phương bình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Đây là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tình hình kinh tế xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và tháo gỡ những điểm nghẽn nút thắt về thể chế diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm tỉnh Bình Phước có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Tuệ Hiền, cùng lãnh đạo các ban sở ngành tỉnh. Toàn tỉnh Bình Phước có 388 điểm cầu với trên 20.000 đảng viên tham dự hội nghị. Tại hội nghị, trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trình bày các nội dung chính, trọng tâm, việc triển khai tổng kết nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày chuyên đề giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông tin về tình hình kinh tế xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Chính phủ, các bộ ngành địa phương chủ động triển khai các giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cùng làm tốt công tác nhân sự, quá trình nghiên cứu, xây dựng văn kiện đại hội cần song hành với việc nắm bắt, lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong đảng viên, nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân. Đối với việc sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương thực hiện trong quý 1 năm 2025. Bộ máy tổ chức sau sắp xếp phải đảm bảo tối ưu nhất, tạo tiền đề đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tiếp tục duy trì mô hình đang thực hiện hiệu quả trên cơ sở đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với vai trò lãnh đạo của người đứng đầu là kết luận của Huyện ủy Bù Đăng trong tổng kết 5 năm thực hiện quyết định 999 ngày 10 tháng 4 năm 2018 của tỉnh ủy và quyết định số 1110 ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện quyết định 999 của tỉnh ủy, Bù Đăng đã giải thể phòng y tế, thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất trạm khuyến nông, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm chăn nuôi, thú y. Giảm 9 lãnh đạo phòng, ban, đơn vị và tương đương, giảm hơn 100 biên chế, giảm chi thường xuyên hơn 10 tỷ 740 triệu đồng. Trong thời gian vừa qua thì cũng đã từng bước thực hiện cái việc mà cho bước đầu tiên là cho các bạn công chức kiêm nhiệm một số cái chức danh bán chuyên trách. Do vậy thì như hiện nay là các cái công chức cán bộ những kiêm nhiệm rất là nhiều việc. Trong thời gian tới thì chúng ta gắn kết với cái việc mà sắp nhập hoặc là trao cho công chức nhiều việc hơn thì theo ý kiến tôi thì cũng nên cải cách về công tác tiền lương. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục sáp nhập một số cái cơ quan đơn vị với cái vai trò và cá nhân tôi thì tôi ủng hộ cao cái chủ trương này. Cái mục đích của cái việc sáp nhập này thì sẽ mang lại hiệu quả, hiệu lực. Bù Đăng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và hệ thống chính trị ở huyện, tạo sự thống nhất cao về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thưa quý vị, cách đây 6 năm, ngày 1 tháng 12 năm 2018, thành phố Đồng Xoài được thành lập theo nghị quyết số 587 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14. Kể từ đó đến nay, thành phố Đồng Xoài đã không ngừng phát triển về mọi mặt.
xứng tầm là trung tâm chính trị, văn hóa, là đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội của cả tỉnh, đáp ứng sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân thành phố. Thành phố luôn xác định hạ tầng giao thông là một mũi nhọn, động lực cho sự phát triển, nên ưu tiên nguồn lực từ nhà nước, vận động nguồn lực từ nhân dân để phát triển hệ thống giao thông. Trong khoảng 4 năm gần đây, thành phố đã đầu tư nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới được 637 km đường giao thông. Từ đây, mở thêm không gian phát triển, đánh thức các tiềm năng từ đất đai, làm thay đổi đời sống dân sinh. Đó, tôi thấy cái sự phát triển nổi bật rõ rệt đấy, các anh cũng thấy đấy. Những cái đặc biệt là thời gian khoảng 3 năm lại đây thì cái đường xá giao thông được mở rộng, các cái công viên để phục vụ dân sinh rất là đẹp, đặc biệt như khu công viên của Tiến Thành đấy cũng là một điểm đấy. Rồi tôi đi ra ngoài đấy thì đặc biệt là công viên Xoài với lại cái quảng trường của thành phố đấy. Quảng trường của thành phố thì rất là đẹp, rất là khang trang. Đến nay là Đồng Xoài được xây dựng là thành phố là được 6 năm. Thì qua cái cảm nhận của tôi thấy là Đồng Xoài trong cái thời gian vừa qua, các cấp lãnh đạo, chính quyền rất là quan tâm xây dựng một cái đô thị Đồng Xoài sạch, xanh, sáng đẹp, an toàn. Từ một đô thị non trẻ, xuất phát điểm thấp, quy mô nền kinh tế tương đối nhỏ, đến nay Đồng Xoài đang vươn mình phát triển mạnh mẽ. Để phát triển bền vững, Đồng Xoài đã có nhiều giải pháp mang tính đột phá, đặc biệt là cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Của công dân của thành phố Đồng Xoài và cũng là một chủ của một doanh nghiệp tại thành phố, thì tôi cũng được sự hỗ trợ từ bộ máy chính quyền, của các cơ quan nhà nước về những cái thủ tục hành chính, về những cái pháp lý, giấy tờ rất là được các ban ngành quan tâm, hỗ trợ để cùng phát triển với lại cái sự phát triển của chung. Thời gian qua, thành phố đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế Đồng Xoài vẫn duy trì mức tăng trưởng cao, trung bình 15,02% một năm. Riêng năm 2024, ước tăng trưởng 15,2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 ước đạt 124,4 triệu đồng một người. Các dịch vụ xã hội ngày càng phát triển. Nhờ những định hướng rõ ràng, chiến lược đúng đắn, thực thi quyết liệt, Đồng Xoài đang thay đổi từng ngày, trở thành một nơi đáng sống. Công ty Điện lực Bình Phước vừa tổ chức đóng điện, vận hành công trình nâng công suất trạm biến áp 110 kV Đồng Phú tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú. Đây là trạm biến áp thứ tư do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đầu tư tại tỉnh Bình Phước, được đóng điện vận hành trong tháng 11 năm 2024. Công trình trạm biến áp 110 kV Đồng Phú được đầu tư với tổng nguồn vốn trên 42,4 tỷ đồng. Công suất được nâng từ 1 x 63 MVA lên 2 x 63 MVA, sẽ giúp tăng cường khả năng cung ứng điện cho các phụ tải ở khu vực huyện Đồng Phú, thành phố Đồng Xoài, đảm bảo điện phục vụ các khu cụm công nghiệp của hai địa phương. Với quyết tâm cao của chủ đầu tư và đơn vị thi công, trong tháng 11 năm 2024, Công ty Điện lực Bình Phước đã đóng điện, đưa vào vận hành 4 trạm biến áp do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đầu tư. Dự kiến trong tháng 12 năm 2024, ngành điện sẽ tiếp tục thực hiện việc đóng điện, vận hành, phấn đấu hoàn thành các công trình lưới 110 kV, trạm biến áp theo kế hoạch năm 2024 đề ra. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước vừa tổ chức hội thi tìm hiểu về giáo dục nghề nghiệp với sự tham gia của hơn 400 học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Bình Phước. Tại hội thi, học sinh, sinh viên đã được chia làm 4 đội, tham gia tranh tài ở 3 phần thi chính là lời chào, trắc nghiệm và thuyết trình. Nội dung các phần thi liên quan đến những kiến thức về luật giáo dục nghề nghiệp, các thông tư, nghị định, quy định chế độ, chính sách của học sinh, sinh viên, các ngành nghề và thông tin thị trường lao động, các ngành nghề được ưu tiên trong danh mục nghề của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các chính sách hỗ trợ học sinh sinh viên tham gia học nghề, khởi nghiệp. Qua hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp học sinh sinh viên nắm bắt được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, tạo điều kiện để học sinh sinh viên tăng cường kỹ năng làm việc nhóm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và rèn luyện.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các đội, các học sinh sinh viên có thành tích xuất sắc. Hơn 230 em thiếu nhi trên địa bàn thị xã Bình Long cũng vừa có một ngày học tập vui chơi ý nghĩa trong chương trình trải nghiệm kỹ năng sống với chủ đề Con đã lớn khôn. Chương trình do Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Bình Phước phối hợp cùng với Nhà Thiếu Nhi thị xã Bình Long tổ chức. Với các chuyên đề tại chương trình đã giúp các em thấu hiểu về trách nhiệm với chính bản thân mình, biết chia sẻ và đồng cảm với mọi người xung quanh, thấu hiểu và yêu thương gia đình. Chương trình còn là sân chơi bổ ích, giúp các em có dịp học tập phát triển tư duy nhận thức, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác với bạn bè, thầy cô giáo và cha mẹ. Trải nghiệm kỹ năng sống hiện đang là hoạt động được hệ thống Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi, Nhà Thiếu Nhi tỉnh Bình Phước tổ chức nhằm đem đến sân chơi lành mạnh, bổ ích, rèn luyện, trang bị kỹ năng mềm cho thiếu nhi. Thưa quý vị, tòa soạn hội tụ, cơ quan truyền thông đa phương tiện là hướng đi tất yếu của các đơn vị báo chí trong thời gian tới và Bình Dương cũng không nằm ngoài cuộc. Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương đang không ngừng đổi mới mô hình tổ chức và quản lý để trở thành một cơ quan báo chí đa phương tiện hiện đại. Tiểu mục 100 năm dòng chảy báo chí hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu vấn đề này qua phóng sự sau. Trong giai đoạn mới, BTV sẽ tiếp tục đầu tư cho hai kênh truyền hình chủ lực của đài là BTV1, BTV2 và kênh phát thanh FM 92,5 MHz. BTV xác định sản xuất các chương trình nội dung số là cánh tay nối dài của các kênh phát thanh và truyền hình truyền thống. Cụ thể là nâng cao chất lượng các chương trình mà BTV đưa lên các kênh YouTube, fanpage, TikTok như Truyền hình Bình Dương, Tin tức Bình Dương, BTV chuyên đề, BTV giải trí, BTV Thể thao, BTV FM 92,5 MHz. Trong cái giai đoạn 2025 đến 2030 và định hướng đến 2035, trong đó tập trung cho cái việc chuyển đổi số để chúng ta tiến tới thực hiện cái tòa soạn hội tụ. Và đó là cái xu hướng tất yếu của báo chí thế giới cũng như báo chí Việt Nam, trong đó có báo chí Bình Dương. Để chúng ta xây dựng và phát triển Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương trở thành một cái cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện, có được những cái chất lượng chương trình mạnh của tỉnh, của khu vực. Việc đổi mới, xây dựng nội dung các chương trình trên các kênh số là yêu cầu tất yếu, phù hợp với xu thế phát triển của ngành truyền hình trong tương lai và cũng là định hướng lâu dài cho Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương hội nhập với truyền hình của cả nước và khu vực trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. BTV hiện đang đổi mới cả nội dung và hình thức thể hiện các chương trình phát thanh truyền hình theo tiêu chí, phục vụ những gì khán giả cần. Đồng thời, Đài đang tiếp tục xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, sản xuất nhiều nội dung chương trình trên các nền tảng số để đảm bảo phục vụ yêu cầu thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương và đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương đã theo kịp, nắm bắt kịp được cái xu thế phát triển của thời đại, đã sản xuất được những chương trình trên các nền tảng số phù hợp với từng lứa tuổi, từng giới tính và từng ở khu vực địa lý khác nhau và đáp ứng được cái tâm sinh lý của từng phân khúc đối tượng khán giả phục vụ. Như vậy thì chúng ta đã có cái nền tảng về các ứng dụng trên cái nền tảng số. Trong những năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương luôn đồng hành cùng quá trình phát triển đi lên của vùng đất năng động, giàu truyền thống cách mạng là sông Bé, Bình Dương. Hướng tới chặng đường phía trước, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương tiếp tục có những đột phá, sáng tạo mới để vươn xa trên khắp mọi miền Tổ quốc. Viết tiếp bằng những dấu ấn song hành với sự phát triển bền vững của vùng đất năng động Bình Dương.